ngồi vô trong này, ngồi vô trong này để nó. Trời ơi. Ở đây hay có mực quá ha anh. Ừ, có mực nó ngon quá anh ơi. Con mực quá xá là ngon luôn. Vợ chồng Toán Cà Mau xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì hai chồng em cũng vẫn tiếp tục ra vuông tranh thủ bắt cua tôm để kiếm tiền trang trải cả nhà ơi. Đầu video thì vợ chồng Toán Cà Mau cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa, luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Em chào cô chú anh chị đi em. Em chào cô chú và anh chị nha. Này này em xây qua, xây mặt qua mé đây đi. Quay mặt qua mé đây. Đúng rồi. Để anh bê cái vỏ qua cho em dễ thăm. Em có nhóm cái đài lên em coi chưa? Có, em coi rồi em mới chặn xuống. Biết đâu nó dồn xuống đầu này hết rồi anh. Sao chưa gì mà thấy hiu vậy đây? Bữa nay sao im lìm quá vậy nè. Ghẹ rồi đó, mất hết rồi. Cua đâu đâu. Đó. Cá nhỏ hay gì vậy? Nhỏ rồi mà nè. Nhỏ bỏ đại đi mà. Ít. Có cá bóng hả? Có bóng bắt mình đặt là. Mà nhỏ mà cá là con. Ừ, mình bắt mình đặt là. Trời bóp cái đục ngang lại. Đừng cho nó chạy ra. Cho nó chiêu thầy dạy đi. Khoan để anh lấy cái xô nên bỏ cái hàng sau ha. Đó em kéo anh đó cái em xà lên vỏ luôn này. Anh bệnh đục ra cái em xà xuống đại đi. Đó bắt cá mình đặt là ồ cá bóng ngon quá. Con này kho tiêu thì cũng ba cháy luôn chứ. Không chừng em ăn em kho tiêu nữa đó. Chứ không tới đặt lờ đâu hả? Chứ không tới đặt lờ đâu anh ơi. Không có thì em nắm em phân tới gì đi. Phân đại nhanh đi, vừa cái này không có cái tay kia nắm liền. Hên hên được con cua nào thì mình ngon. Điều này chắc hiu rồi em ơi. Anh cự cái là nó chín rồi. Đó. Cái gì vậy? Chưa thấy gì. Đó cá đối. Em bóp ngang cái đầu đục lại nha. Đó, anh thấy có bà khí rồi đó, thấy ngon chưa? Đó, cá bóng. Cá rồi nhóc cái chân. Em bỏ bên đây nè, em quay bên kia anh đâu thấy hết đâu. Bóp ngang lại. Yêu cầu mở cái đầu đục là em xà xuống. Ồ, cái này được cá đối ngon không nè chè. Cá đối hai ba con luôn. Cá đối ngon quá. Cá đói cá nâu luôn. Thiết luôn. Cá đói cá nâu. Ừ, còn ba khía em vũ ba khía xuống. Mày kẹp rồi hả? Đó rồi, xảy rồi, kẹp bỏ đi. Ba khía đó cái mạng nó còn lớn. Không có em phân tới này là cho nó nhanh. Bây giờ chưa thấy tôm gì nè. Hai sao mà hai chồng mình. Thấy gì đây?
có được con cua, thấy cái ấm mà sao mà chưa thấy con cua nào đây. Sao em? Không thấy con heo luôn rồi. Không thấy thì cứ phân tới, phân nhanh tới. Em nắm chi cho em nặng. Rồi có cá em giữ xuống. Cá nhỏ em xả bỏ đi. Hôm nay dù vợ chồng em đi thăm lúa dính nhiều hay là dính ít thì em cũng mong cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Cũng như là mình ngắm phong cảnh luôn cô chú anh chị ơi. Đừng quên cho vợ chồng em xin một like và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Dạ vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Thì bà xã em xin một like và một lượt chia sẻ thì em cũng xin luôn nha cô chú anh chị. Em dở đầu đục lên. Không có là em cứ đặt lại, đặt cho thẳng lại em. Rồi em cầm lại. Em bơi lại cái lú đùi chuột đó trước đi. Nguyên một dàn lú gì mà được có bấy nhiêu cá đây. Toàn cá đối không. Chống xiết là em chống trong cạn nè. Cây cỡ đó mà chống không tới đó theo. Nước sâu hết đi. Ừ. Cây dầm này ở Mỹ thì nhập về được có 2 cây đó. Anh là sở hữu cây này là duy nhất đó. Là chữ tiền vàng cây, còn cây anh sở hữu đó. Ừ. Thăm cái lú đi chuột. Sao em không bơi vô mà em bơi em lạng đâu hoài vậy? Rồi vừa tới là chuyển cây dây cây cho anh đi. Đưa mé ngoài này nè. Mé ngoài này anh mới lấy được. Ừ. Anh hỗ trợ cho. Quá xa vô. Ồ có em ơi, có. Có con mực. Có mực nữa hả? Có con mực mà không biết còn hả ha. Rồi bỏ đục xuống, phân lại. Tuốt đặng hôm này em giữ lại. Mực bự hả? Ủa mực bự là có tiền ngay. Ê cái hôm từ dưới đó em, ở dưới còn kìa. Quá trời gió em ơi. Anh kìm không lợi luôn nè. Cái hôm dưới tôm còn nhóc cho nè. Em vũ em dở đứng lên á. Đâu em? Ngồi vô trong nè, ngồi vô trong nè, để nó. Trời ơi. Ở đây hay có mực quá ha anh. Ồ con mực nó ngon quá anh ơi. Ừ, con mực quá xá là ngon luôn. Mực tua em ơi. Tua. Rồi. Có con cua nữa gì nữa mà. Có con cua nhỏ nữa. Rồi em giữ vô đi. Có chứ mình cũng đâu có tệ đâu anh. Có phải tệ đâu hả? Tệ đâu. Vậy rồi nè. Oh. Đây, con mực về cả nhà ơi, được mực này nè. Chịu mua xét chai khóm mà xào mực cái là tới công chuyện nữa rồi. Cho anh thêm xị nữa. Cho thêm xị nữa phải không? Rồi anh nắm cái cây đó em lần. Cho anh thêm xị nữa là anh phải thế buổi chiều rồi. Phải thế buổi chiều rồi nha. Em cột có thêm gút nữa đi. Lần mạnh quá.
lấy cái cây nhỏ em gài á. Gịch gịch ngửa cái làm sao, gịch ngửa cái làm sao, nhỏ cây lên cầm hơi dưới thôi, gịch ngửa cái làm sao. Ừ vậy đó nó mới chắc. À, con cua này nó bỏ tới này rồi, anh thăm chừng con mực của anh này. Ở đâu rồi? Ồ, nó nằm im ghe đây. Mực đó chứ nó bò hay lắm đấy nha. Ừ rồi mình di chuyển lại dàn lũ khác đi. Em bơi nhà thấy bộ không đi à? Ồ, ngập vậy luôn. Nước sâu quá mà. Giờ bà xã em bơi tới cái lũ tiếp theo đây cả nhà. Em cho anh cái cây. Đây, đưa anh cây. Quay mặt bên kia đừng để dùng quá. Dùng dừa thôi em, đừng để dùng quá. Quay mặt bên kia, ừ đó đúng rồi. Cầm cái cây cho cứng lại chưa? Em ngồi trong vỏ nè, ngồi chí đó chí cho nó bắt đầu. Đó. Có con có rồi, con bóng sảy. Kể đi không có thì cứ phăng nhanh luôn à, để gió nó tấp. Bỏ đại đi con ba khía mà bắt chi đâu, mình kiếm tôm với cua thôi. Em đừng có dở cao, vừa thấy mặt nước em không thấy cái là em bỏ xuống, không có nặng. Ồ, được con ghẻ nè. Thôi kệ đi, bỏ luôn đi. Chính sao mình thân. Em còn không thấy ghẻ nữa hay gì mà. Qua hút rồi, anh nói ghẻ em vừa. Bữa nay hiu dữ rồi. Em thăng em dịch tới luôn á. Ủa cái lú này sao chớp chẹo hay gì? Phải không em? Phăng xiết đi, phăng xiết cho cái mũi vỏ kìa. Vừa phăng vừa dòm trước. Mũi vỏ nó phải tạt bên mới được. Không có gì luôn ha em. Giờ hôm nay hai chồng em thăm cái dàn lũ có tới đây thì cũng đã xong. Em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Kết quả thì hôm nay nói chung không có món gì để bán này cả nhà ơi. Ồ, được có con cá nục với ít cá đối với cá bóng, cá nâu với có con mực nha. Hôm nay thì chỉ được có món ăn thôi. Giờ hôm nay video em xin tạm dừng ở đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha.